Vâng, xin chào các bạn nhé. Thế đây có các bạn nhà bạn nào mà bị ngấm tường như nhà mình nhiều không? Ngấm kinh khủng luôn. À, ngấm hết tường rồi là chui cả vào cái bậc cầu thang này, ướt hết. Khủng khiếp quá. Lúc đầu mình nghĩ là nó bình thường thôi nhưng càng để lâu nó càng ngấm mạnh đây. Bong hết cả tường này. Đấy. Thì hôm nay là mình cũng làm gần xong rồi, khắc phục gần xong rồi. Thì mình coi như là một cái kinh nghiệm mình chia sẻ cho mọi người. Nếu mà nhà các bạn nào mà có ngấm như nhà mình ấy thì mình có một cái cách khắc phục nó rất là nhanh. Thì đây. Bước đầu tiên là các bạn tìm cái đường nước máy cấp lên tép nhé. Đấy, các bạn tìm cái đường nước máy cấp lên tép và cấp lên cái tầng 2 đấy. Đây thì đây là đúng nhà mình là cái chỗ này đây, đây là đường ống ống nhà vệ sinh này, đây là ống thoát sàn này. Đấy. Thì các bạn chỉ cần đục lên đến đây tầm 1 mét thôi. Đấy, chứ không cần đục nhiều như nhà mình đâu. Đây là, như này gọi là rút kinh nghiệm nhé. Đấy, nếu mà nhà nào có bị thì hãy rút kinh nghiệm. Đấy, nếu mà đúng đường nước máy nó bị dò đấy thì các bạn chỉ cần đục lên 1 mét thôi. Thì thường thì là cấp liên tiếp thì là dùng cái ống to này. Đấy, dùng ống to này. Đây là cái đoạn này mình cắt từ đây ra đây. Để cho áp lực từ nước từ tép xuống nó khỏe hơn. Đấy, nên là người ta dùng ống to. Thì nếu mà mình bị rò thì cắt cái ống to đi, xong luôn ống nhỏ vào. Thì bây giờ mình sẽ lên trên kia mình cho các bạn xem nhé. Đây, thì lúc đầu không biết đây. Nhấc cả cái bồn cầu đây, đục tới nhà đây. Đấy. Mà không tìm thấy chỗ luôn, đục xuống cả cái nền bê tông cũng không tìm thấy chỗ rò nữa. Đấy. Xong bắt đầu mới đục lên mới phát hiện ra là nó rò nước máy, nước nguồn. Thì đây cái từ trên cái từ dưới lên đấy. Cái đường cấp nước từ dưới lên cũ của nhà mình nhá. Là đường xanh này. Là đường xanh này là một, đấy là cấp nước lên tép đấy. Thì cấp bên tép thì nó đi qua một cái T rồi đi vào cái van này rồi nó lại chạy xuống rồi nó cấp ra các đường nhỏ này để vào nhà tắm này, để vào vòi sen với lại cái chỗ trước mặt đấy. Thì nên đây các bạn chỉ cần đục hai viên gạch thôi, đây một viên hai viên, ok chưa? Các bạn chỉ cần đục hai viên gạch cho đừng 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 đục bét da ra như nhà mình nha. Rút kinh nghiệm đấy, chia sẻ đúng cái kinh nghiệm thực tế luôn. Các bạn đục cái hai gạch rồi các bạn cắt lên khoảng 20 phân, làm sao để luồn cái máy hàn nhiệt vào là được đấy, là ok. Rồi các bạn lấy cái ống nhỏ này là các bạn luồn từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới rồi các bạn hàn nó vào đấy, như này là ok rồi đấy. Đấy, đây thì nhìn nó vẫn còn hở nhiều lắm, thoải mái luôn. Đấy. Không cần bỏ cái đường cũ ra em đi, không cần đục ra gì cả, để nguyên như vậy nó lại thêm một cái lớp bảo vệ luôn, hay không? Đấy. Như này không cần phải đục nhiều lắm mà mình khắc phục được ngay. Đấy, thì nhìn như này là các bạn hiểu rồi đúng không ạ? Đấy, nếu mà nhà nào mà có bị như nhà mình ấy thì rút kinh nghiệm của nhà mình là đừng đục to, đừng đục nhiều quá, mất công mất thời gian mất tiền bạc. Đấy, thì chỉ cần lấy cái đường ống nối từ cắm từ trên này xuống dưới là ok. Đấy. Và bây giờ mình đợi vài ngày cho nó khô ráo xem còn cái chỗ nào được không là mình bắt đầu mình sẽ xây chạm lại. Vâng, và cũng xin kết thúc video tại đây nhá. Thì một cái lần này đúng là cái kinh nghiệm thực tế luôn đấy, để cho các bạn nhà nào các bạn bị thì hãy làm như mình nói đấy, là mình thấy rất là ok. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá.